Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học đố con vật nhé. Đố bé, đây là con gì? Con cừu. Đố bé, đây là con gì? Con trâu. Đố bé, đây là con gì? Con dê. Đố bé, đây là con gì? Con ngựa. Đố bé, đây là con gì? Con vẹt. Đố bé, đây là con gì? Con ngỗng. Đố bé, đây là con gì? Con hươu. Đố bé, đây là con gì? Con mèo. Đố bé, đây là con gì? Con chó. Đố bé, đây là con gì? Con lợn. Đố bé, đây là con gì? Con gà con. Đố bé, đây là con gì? Gà mái. Đố bé, đây là con gì? Gà trống. Đố bé, đây là con gì? Con vịt. Đố bé, đây là con gì? Con vịt con. Đố bé, đây là con gì? Con chuột. Đố bé, đây là con gì? Con bò. Đố bé, đây là con gì? Con bê.
đố bé, đây là con gì? Con bò sữa. For alligator. Alligator. B for butterfly. Butterfly. C for cat. D for dolphin. Dolphin. E for elephant. Elephant. F for fish. Fish. Cats in the cream jar. G for giraffe. Cats in the cream jar. Giraffe. Skip to my loo.